Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Southwest Cosmetic Surgery Center, chuyên sửa ngực, sửa mắt, sửa mũi, sửa cằm, sửa mông, hút mỡ, căng da mặt, da bụng, nâng chân mày, vân vân. Bác sĩ Vũ Anh Tuấn có board certification, trên 20 năm kinh nghiệm về giải phẫu thẩm mỹ uy tín nhất Texas. Phòng mổ được trang bị máy móc tối tân nhất và được chuẩn thuận bởi cơ quan y tế Hoa Kỳ. Bác sĩ Vũ Anh Tuấn đã giúp nhiều người trở nên đẹp hơn đến không ngờ, được nhiều người tin tưởng bởi kiến thức chuyên môn vững vàng, bàn tay giải phẫu khéo léo, uy tín, an toàn. Xin gọi 281-240-2600, tham khảo miễn phí và có trả góp không tiền lời.